Wow. Quá đẹp luôn. Coi kìa các bạn ơi. Wow. Bây giờ là 2 giờ chiều các bạn. Bữa nay thì mình sẽ ra đây mình chụp hình. Chụp đâu? Xuống dưới ha. Chỗ này nó đá ghê quá. Cá trắng nè, đã ghê chưa? Wow, bãi này thì không phải là bãi tắm, bãi tại vì nó có đá các bạn, nhưng mà chụp hình là siêu đẹp. Cát rất là sạch luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Wow. Bây giờ là đang là trời nắng. 2 giờ nắng. Nắng 2 giờ trưa. Cho nên là nó rất là đẹp. Bây giờ đang là nắng 2 giờ trưa. Ở trên á, bầu trời thì nó màu xanh, cho nên là nó vừa nắng mà vừa bầu trời màu xanh, cho nên nó dạ xuống biển màu xanh rất là đẹp. Mà biển này lại trong vắt luôn. Rồi, cái nào chụp trước? Cái nào chụp trước? Trong đây, ở dưới này mình thấy có cái con gì nè. Ô, con hào. Đẹp quá.
Xin chào cả nhà. Lại một buổi sáng nữa gặp nhau rồi. Đây là bún xào có tàu hũ nè, có bún nè, có rau nè, dưới này là gì không biết, đồ chay hay sao á? Thịt chay á. Thịt chay hay sao á? Giờ sườn nâu. Giờ chay. Cái này là hồi sáng này mình đi chợ mình mua. Đây là chè nè. Chè xin xe hộp lũ ha. Còn tiền thì tiền ăn bánh ướt. Sáng ghé chợ đói quá, ghé chợ mua ăn. Ăn xong rồi cái mình sẽ xuống tắm biển. Ừ, cái này giòn quá. Thịt chay giòn gụm mà ăn thử rồi. Ngon không? Gạo gạo luôn. Này chắc chiên quá. Ngon. Ta đang tắm mãi các bạn. Giờ ăn xong mình phóng ra mình tắm nha. Giờ vẫn còn mát, chưa có bị nắng. Đã quá. Làm kiểu lẹ lên, làm kiểu. Ăn xong rồi cả nhà ơi, giờ mình đi tắm biển thôi. Yeah. Bữa nay á, thật sự là rất là hên luôn các bạn. Trời rất là mát, trời âm u luôn nè. Đó. Trời âm u. Không có bị nắng. Thấy nãy giờ. Chắc làm kiểu yoga đó tiền. Chụp yoga. Trời ơi, cái dấu chân chuột. Nó đầy ở dưới luôn nè. Chuột đâu chuột? Chân chuột chứ chân con gì? Bự dữ hả? Ủa không, chân con cua. Cua à? Đó các bạn. Rất là lỗ quá. Đi xuống đây đi, đi xuống đây đi, gió. À, biển nè. Rất là hồi nãy á các bạn, kể cho bạn nghe. Nãy mẹ mình gọi. Mẹ mình nói là đứng tắm biển nha. Coi chừng cá mập nó ăn á. Mẹ kêu vậy á. Mẹ kêu chừng nào mà tắm biển mà chừng nào mà người ta có gạo lại á thì mới tắm. Thì hả tắm thì cái bãi biển này có gào lại cho nên là mình yên tâm mình tắm bãi biển này. Mà trước khi tắm thì mình sẽ làm vài bơi hình cho đẹp rồi mới tắm. Bãi biển đẹp nhất nhưng mà tại vì trời nó không có nắng, mây nó mù mịt hết cho nên là mình không có thấy biển màu xanh. Ê à, con có cọng dây nè, cọng dây nè. Cọng dây nè. Không được, cái cọng dây này nè. Được không? Đây nè, cọng dây đi nè. Ở dưới có mấy cái con cắt chân không nha chị? Mấy con đó đừng có đạp lên. Nó cắt chân. Mà chị lên đây đúng không? Để chị lại đây em kéo lên cho. Ê, có cọng dây á. Ủa, nào mất dạng dụng dây lên đây ta. Này chị cầm vô mấy cục á. Lên lên nha. Cặp chặt nha. Cầm mấy cục. Lên. Rồi con chị ba. Chị đưa cái điện thoại cho chị này cầm luôn mới được á.
Mặt lên nha. Thử á. Trời ơi, không có người khác chắc khỏi lên quá. Dạ. Ừ, chú ơi, em để được rồi. Chị cầm từ cái cây luôn. Em thả nó từ cho. Không, em cầm té nha. Không được, được. Rồi em nhảy luôn á. Xuống một bậc thôi, nhảy luôn. Cao quá. Nhà trong gieo luôn nè các bạn. Cả mét luôn nha, cả mét mà tông luôn á. Wow. Tiền tiền. Đây nè, có mấy con cua ghẹ gì nè, chạy nè. Ôi, tiền bên đây còn bãi nữa nè. Nè nè. Ủa? Bên đây còn bãi nữa nè. Ôi, quá đẹp luôn. Ồ, bên đây không có ai hết trơn á. Hình như là chỉ những người leo qua đây mới biết. Ồ, bên tại vì ở trong cái bản đồ các bạn là chỉ có ở phía sau lưng mình là cái chỗ ngắm máy bay nè. Đó, là chỗ này thôi. Còn phía bên đây là không có, mình không có thấy trong bản đồ. Ôi ôi nó đẹp. Ha, đẹp ha. Ôi, nó xanh. Wow. Ờ cái đá này đẹp mà nó lại mà nó có mấy con ốc rồi. Ờ. Mấy con ốc này cắt chân chết luôn. Bởi vậy đi biển phải mang cái đôi dài lội á. Cái đôi dài lội giống như pít vậy đó. Bên đây không có căng dây. Bên đây không căng dây lội rồi lỡ cái mạnh vô tóc rồi ta. Đẹp quá. Tiên tiên tiên. Ủa sao cái gì vậy? Cái gì ghê vậy? Cái ai không biết tiên hay gì. Không phải nó hồng hết mà, nó hồng trên đây luôn nè. Ôi ôi nó thành muối luôn nè. Ừ đúng rồi, thành muối một cục muối luôn kìa. Thành một cục muối luôn các bạn ơi. Muối nè. À, chúa đảo. Wow. Mà có mấy con nó không xuống được. Rồi, ba chụp cho. Đi theo con tượng đây. Đây nè, đây nè, ba chụp cho. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ba chỉ cho chụp. Không, chụp vô đây nè, đẹp hơn nè. Chụp vô trong đây đẹp hơn. Ha. Ý là vậy vô chỉnh nè. Vô chỉnh nè. Vô hả? Kiểu gì ra ta? Ngồi ngắm đi. Rồi, ngồi im. Đúng rồi, ngồi im. Chị ba ra biển luôn. Quay. Các bạn ơi.
Ồ, mấy cái con đó, đứt chân đừng có xuống. Bên kia kìa, ừ bên kia đi, đừng đứng ngay đó, đứt chân một cái. Không, được rồi. Không chỗ nhà cát, không có nhạo, nhạo bám vô đá. Thôi, có vỏ nó dưới nha. Thôi qua bên kia tắm biển cho các bạn ơi. Thôi, mở chỗ này chụp hình em. Lên. Ủa mẹ này bắt con gì ta? Tay tay dưới là không được rồi. Để càng con. Càng con lắm bắt đi. Con này càng con lắm. Được các em. Càng con lắm. Con này to bước này. Chưa đốt. Con này chạy được. Đéo chạy được. Càng con lắm. Chưa đốt. Ấy da. Kệ nó cho nó cắt rồi mới lôi ra được chứ. Cắt. Đưa cái kia vào cho nó cắt lôi ra cho nó thấy. Đây nè, nghe lỗ đó kìa. Cái lỗ ngay đó đó là siêu đẹp luôn á. Nhưng mà coi chừng nó cắt giò đó. Xuống nữa, xuống nữa. Bước xuống từ từ. Được chưa, được chưa? Rồi, rồi. Ngồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây có con cua nghệ gì nè cả nhà. Ô, mình bắt nó được á. Quay lại thôi. Nó mềm eo hả? Nó lọt cho nên nó chui vô quá. Ủa nó chết rồi. Nó chết rồi. Trời ơi. Làm tưởng đâu bắt con ghẹ được. Hồi nãy con ghẹ lọt. Con bắt cho anh ngốc luôn á. Mình sẽ lại cái chỗ này mình tắm. Chỗ này thì có bóng cây nè. Nè có cái bóng cây mát mát nè các bạn. Nhìn lên nè. Nhìn lên còn một miếng bóng cây nè các bạn. Đó. Nó mát. Còn qua cái bãi. Cái bãi bên kia thì nó đẹp hơn nhưng mà nó nắng rồi. Đã ghê chưa các bạn? Thấy luôn ở dưới đấy nè, thấy không kìa, thấy không, thấy đã không? Đã giờ đen đã luôn. Vô đi, đi đi vô, vô. Đẹp không? Nè. Bấm 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 đứng lại, bấm bấm đứng lại. Ở dưới đây hào á, cái cục đá này nè, có mấy con hào mình không có đụng được. Không họt kiên lên, họt kiên lên á, phải có đôi dép á. Bít mà bằng giải á. Mang vớ cũng được. Thằng gói đó có. Chắc nãy giờ cả đâu rồi vậy? Kìa đó đỏ nè. Nè. Mắt cười cái đứa muốn cười mà không cười được. Tiền tiền tiền.
Đen đen quay đoạn clip ghép bài nhạc của Đen Vâu vô. Bài nhạc gì quên rồi. Nguyên cái clip mà nói có cái đầu lên không à. Đỡ tốn kinh phí. Thiệt đỡ tốn kinh phí quay điện thoại luôn. Hết che chuột bóc rồi. Ừ, tắm biển cho nó tốt. Mình phải ngâm nước muối vậy nó mới không ương. Công nhận biển nó đã thì chết cái trong. Bà chó à, nó ngâm cái miệng mà nó muốn. Đá ăn trong veo hả? Trong veo hả các bạn ơi? Nặng quá. Trời ơi, ba một lần á. Một nào một cái nó mạo ở cái miệng ba lớn nè. Hàng chi sáng giờ chụp hình không cười được. Không có cười được, không nói chuyện được luôn á. Ừ, ngâm cho nó ráp. Đen quá các bạn ơi, đen dữ lắm, đen rồi. Sớm giờ ra đây toàn giăng nắng không. Cái chân nó mát rồi. Đây có những cọng dây nè. Cái cây nó có dây. Có dây ta cột cho mình leo lên đó các bạn. Sợ gì? Đi về các bạn ơi. Tắm hồi nãy giờ rồi nhưng mà kiểu như mình ra mình tắm mình dọc thôi chứ mình không có lội ngập cái đầu cho nên đầu không có ướt. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Bây giờ hai chị em mình về sửa soạn đồ, ra mua ra ngoài chợ lấy đồ rồi chạy ra cảng để về. Tàu cập bến nha các bạn ơi. Công nhận bốc mấy anh bốc xếp nhanh thiệt luôn á. Mình chưa kịp ra là mấy anh bốc lên đây cho mình rồi nè.